Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Nếu các bạn xem kênh của Mobile City tầm khoảng 1-2 năm trở lại đây, hoặc đơn giản thôi các bạn thích về điện thoại tầm 1-2 năm nay thì sẽ không lạ lẫm gì với chiếc Redmi K40 đúng không ạ? Một chiếc máy trước đây từng bán rất là chạy luôn, cực kỳ hot hit. Nhưng mà rõ ràng rồi, bây giờ ra mắt tận Redmi K70, tức là 3 năm rồi. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình nhìn lại xem chiếc Redmi K40 còn gì nhá. Liệu có xứng đáng mua hay không? Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là Mobile City Metastore, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sò nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không được xuất được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ok, video của mình sẽ bao gồm 3 phần chính. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua về trang bị cấu hình của chiếc Redmi K40 này. Tiếp theo mình sẽ nói về ưu nhược điểm. Và thứ ba thì mình sẽ so sánh với cả những sản phẩm cùng tầm giá. Đầu tiên nhá, chiếc Redmi K40 khung viền vẫn chỉ là nhựa mà thôi, và cũng sẽ không có kháng nước. Thiết kế của máy thì tùy anh em nhá. Với quan điểm cá nhân của mình thì ok, chưa quá lỗi thời. Màn hình của máy, tấm nền Super AMOLED 120Hz, độ phân giải Full HD cộng này, độ sáng tối đa sẽ là 1300 nits. Và các bạn lưu ý, đây sẽ là tấm nền E4 của Samsung nha. Đấy, một tấm nền rất là tên tuổi, hiển thị rất là tốt. Ngoài ra bọn mình có check thì cái tốc độ cảm ứng của máy cũng sẽ lên tới 375Hz, chơi game khá là ok. Máy sẽ có hai loa stereo này, hơi lệch một chút, loa dưới to hơn. Nhưng mà chơi game khó chịu thôi nhá, hơi lệch xíu thôi. Không có jack tai nghe 3.5mm. Con chip thì là Snapdragon 870 quốc dân thời bấy giờ. Đến tận bây giờ thì dùng cơ bản vẫn ok, nhiệt độ mát mẻ, hiệu năng ổn áp. Hiện tại với chiếc máy này thì các bạn vẫn quẩy được ôn game nhá. Tất nhiên với Genshin Impact thì đồ họa thấp thôi, mới cả các bạn sẽ phải gắn sò chơi mới ok được. Bởi vì dù sao trên chiếc Redmi K40 thì cũng sẽ hơi bóp một chút. Còn đâu game nhẹ với cả game tầm trung thì ok, không vấn đề gì cả. Và ROM rủng thì Redmi K40 rất nhiều luôn, power mở up. Pin của máy sẽ là khoảng 4500 này, đi kèm với cả sạc nhanh 33W. Camera thì là 48 chấm, kích thước cảm biến 1/2 inch, không có OIS đâu nha. Cam siêu rộng 8 chấm này, cam macro 5 chấm, cam selfie sẽ là 20 chấm. Và cam selfie ấy, qua video sẽ chỉ là 30fps mà thôi. Máy sử dụng vân tay tích hợp với cả phím nguồn các bạn nhá, không được tranh xả cho lắm. Ok, vừa xong là toàn bộ trang bị cấu hình của chiếc Redmi K40. Vậy thì ưu điểm của máy là gì? Theo mình nhá, nó sẽ là về màn hình. Đấy, như mình nói, tấm nền E4 của Samsung thì rất chất lượng. Máy hiển thị đẹp này, và quan trọng là cái độ chuẩn màu của nó cao. Vậy nên những bạn mà ngoài giải trí ra nhá, làm việc cũng ok, kiểu như edit video này, chỉnh sửa ảnh dùng cũng được. Đó. Còn lại những trang bị khác thì mình thấy là ok thôi, bình thường, không quá nổi bật. Còn về điểm yếu thì sao? Cái phần cam trước của máy chỉ quay 30fps thì những bạn làm top top ấy sẽ không mua được. Cam sau của máy nữa, chất lượng cũng sẽ không quá ok đâu nhá. Còn sẽ khá tương đồng so với cả Redmi K50 hay là Redmi K60. Nhưng mà thậm chí không có OIS thì chụp sẽ bị nhòe hơn. Vậy thì so sánh với cả những đối thủ trong cùng tầm giá thì sao? Mình sẽ nói ra hai cái tên cùng tầm giá nhé. Thứ nhất là chiếc Redmi Note 13 Pro và thứ hai sẽ là chiếc Redmi Note 12 Turbo. Đấy. Các sản phẩm này thì chênh nhau một vài trăm nghìn thôi, các bạn sẽ cố được. Và khi mà so với cả chiếc Redmi Note 13 Pro đi thì Redmi K40 nhá, nó sẽ hơn về khoản là hiệu năng. Đấy. Dù là Redmi K40 không quá mạnh nhưng mà vẫn mạnh hơn so với cả Redmi Note 13 Pro đúng không? Snapdragon 870 mà. Nhưng mà mọi trang bị còn lại thì chắc là thua bạn nhá. Thiết kế này, màn hình này, camera, pin sạc, thua đứt luôn. Còn khi mà so với cả chiếc Redmi Note 12 Turbo thì nó sẽ hơn về khoảng màn hình. Đấy, màn hình của chiếc Note Turbo thì được cái viền mỏng thôi, chứ còn hiển thị nó sẽ không thể đẹp với cả chuẩn màu bằng so với cả Redmi K40 đâu. Nhưng mà bù lại thì đấy, 12 Turbo thì hiệu năng mạnh hơn rất nhiều so với cả Redmi K40 nha. Cuối cùng thì theo mình, chiếc Redmi K40 ấy sẽ thích hợp với những bạn như kiểu là cần một cái màn hình chuẩn màu để làm việc. Đấy, như editor này, chỉnh sửa ảnh. Hiệu năng của máy thì cơ bản đủ dùng thôi, và có rất nhiều ROM để vọc các bạn nhé. Những bạn vọc thủ ấy thì Redmi K40 thao up luôn. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi K40 trong mức giá khoảng tầm 5 triệu thì có xứng đáng hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên check mức giá cụ thể dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.